Kính thưa quý vị niên trưởng, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa toàn thể đồng hương, kính thưa quý vị, tuyên cáo ngày 11 tháng 6 1965 của Quốc trưởng Phan Khắc Sửu, Thủ tướng Bác sĩ Phan Huy Quát và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Lập pháp Phạm Xuân Chiểu đồng ký tên và đồng thanh quyết định long trọng trao lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia. Ngày 14 tháng 6 1965, Hội đồng Quân lực đồng thanh chấp thuận đứng ra nhận lãnh trách nhiệm điều khiển quốc gia. Ngày 19 tháng 6 1965 là ngày quân đội chính thức nắm quyền lãnh đạo quốc gia, vừa được xem là ngày quân lực 19 tháng 6. Kính thưa quý vị, 58.262 quân đội Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ tiền đồn tự do tại Việt Nam. Họ có bức tường đen tại Washington DC, và quân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh hơn 350.000 và khoảng gần 1 triệu quân dân cán cảnh thương vong trong cuộc chiến. Chúng ta Việt Nam Cộng Hòa không có đài tưởng niệm tại Washington DC cho 360.000 quân cán cảnh đã hy sinh và 1 triệu quân dân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa thương vong. Chúng ta chỉ có đài tưởng niệm làm bằng trái tim của toàn quân dân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại. Vâng, kính thưa quý vị, quân dân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa chúng ta tưởng niệm những chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa bằng chính trái tim của chúng ta. Ngày 19 tháng 6 2002, Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang Virginia qua Resolution No. 139 đã vinh danh ngày quân lực 19 tháng 6 cũng là ngày chiến sĩ tự do. Nên quý vị đã thấy ở trên banner có chữ Freedom Fighter Day. Kính thưa quý vị, đã hơn 38 năm. Thưa quý vị, đã hơn 38 năm để ghi ơn sự hy sinh cao cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh trong cuộc chiến từ thập niên 1960 đến 1975. Đồng bào Việt Nam trong nước cần phải làm gì? Quân dân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại phải làm gì để khôi phục giang sơn, thoát khỏi ách độc tài cộng sản, đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam? Kính thưa quý vị, trong nước, chính đồng bào trong nước và bộ đội nhân dân phải nổi dậy như các nước Bắc Phi để tự giải thoát cho chính mình. Tại hải ngoại, quân dân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa phải yểm trợ lực lượng nổi dậy trong nước. Yểm trợ bằng cách nào? Không nói, không viết, không làm bất cứ điều gì có lợi cho cộng sản. Không du lịch về Việt Nam trừ những trường hợp bất khả kháng. Không đem tiền về Việt Nam làm ăn hoặc đầu tư. Không tiếp tế tiền bạc cho cộng sản và các tổ chức từ thiện trá hình của cộng sản. Kính thưa quý vị, xin quý vị cùng chúng tôi hô ba khẩu hiệu. Đả đảo cộng sản Việt Nam! Đả đảo cộng sản Việt Nam! Đả đảo cộng sản Việt Nam! Tự do cho Việt Nam! Quý vị chỉ hô chữ hai chữ cuối là Việt Nam. Tự do cho Việt Nam! Tự do cho Việt Nam! Dân chủ cho Việt Nam! Dân chủ cho Việt Nam! Dân chủ cho Việt Nam! Nhân quyền cho Việt Nam! Nhân quyền cho Việt Nam! Nhân quyền cho Việt Nam! Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.